Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về một món nộm rất là ngon, đó là nộm dưa chuột các bạn nha. Rất là thơm và ngon như thế này. Và bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện cái món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món nộm dưa với cả sốt hào cùng với cà rốt các bạn nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là dưa leo này, cà rốt này, su hào này, đây là mùi nhá, tỏi, chanh, hoặc là các bạn có thể sử dụng giấm nhá, và lạc rang các bạn nha. Dưa chuột này thì nó hơi nhỏ một chút bởi vì đây là dưa nhà mình, nhưng mà nó rất là tươi các bạn, và ăn nó rất là giòn và ngon, ngọt nữa. Nếu như các bạn tự trồng được thì nó sẽ rất là ngon ấy. Và để cái món này nó ngon hơn ấy thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình một trái ớt nhá, hoặc là không cũng được. Và các nguyên liệu để mình làm thì lát nữa mình sẽ nêm sau nha. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần dưa chuột này đi để mình rửa trước các bạn nhé. Bởi vì là dưa chuột nhà cho nên là mình không cần gọt vỏ các bạn nha. Còn nếu như các bạn mua ngoài chợ ấy thì các bạn sẽ mua mua về thì các bạn sẽ ngâm qua bằng nước muối sạch, sau đó thì mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ đi nha. Nhưng mà cái phần dưa này ăn với dưa chuột thì nó sẽ rất là ngon ấy. Cái phần dưa chuột này sau khi mà rửa xong thì các bạn cứ để đây, lát nữa mình sẽ thái sau nhé. Và bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại, đó là su hào các bạn nha. Su hào này thì các bạn sau khi mà mua về thì mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ đi. Với từng này dưa thì mình sẽ sử dụng 1/2 cái củ su hào thôi các bạn nhé. Đây là một cái món nộm ăn rất là ngon, và với cái thời tiết mà nó hơi ấm ấm, nóng nóng như thế này thì ăn nộm cực kỳ ngon các bạn ạ. Phần su hào sau khi gọt xong rồi thì mình để lát mình sẽ đi rửa nhá. Và cà rốt thì các bạn sẽ nạo vỏ và sạch cái phần vỏ cho mình. Lát nữa mình sẽ thái miếng các bạn nha. Phần cà rốt và phần su hào thì mình sẽ rửa sạch với nước các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ đem đi thái và mình băm muối các bạn nha. Bây giờ cái phần su hào thì các bạn sẽ thái nó ra thành những cái sợi nhỏ các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn ăn nhiều phần su hào thì các bạn sử dụng nhiều nhé. Còn các bạn muốn ăn ít thì mình dùng ít thôi các bạn ạ. Các bạn cứ thái cho mình như này, sau đó thì mình sẽ cắt đôi cái phần su hào này ra các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn ăn miếng nộm to như vậy thì các bạn để như vậy, nhưng mà mình thấy ăn nộm miếng nhỏ thì nó sẽ ngon hơn và nó ngấm đều gia vị hơn ấy, thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mình sẽ cho vào một cái bát để lát nữa sau khi mà mình thái xong ấy các bạn, mình sẽ bóp qua muối để cho cái phần su hào của mình nó mềm và nó giòn hơn rất là nhiều ấy. Đó, các bạn cứ thái thành những cái lát mỏng cho mình, sau đó lát nữa thì mình sẽ chia sau các bạn nhé.
chia đôi cái miếng này ra này. Chia đôi hoặc là chia ba để mình có những cái sợi su hào như thế này là các bạn. Các bạn sẽ có những cái sợi su hào như thế này nhá. Nếu như mà các bạn có cái dao răng cưa ấy, hình răng cưa thì các bạn sẽ làm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ấy. À, phần cà rốt thì mình cũng thái sợi như vậy các bạn nha. Phần cà rốt mình thái sợi hoặc là mình tạo thành hình hoa hoặc hình kiểu rất là đẹp đấy các bạn. Ở đây thì lát nữa mình sẽ làm một vài bông hoa cho nó đẹp nha. Phần cà rốt thì các bạn cứ thái sợi cho mình nhé. À, mình sẽ tỉa lấy một vài bông hoa các bạn nhé. Để lát nữa mình trang trí lên cái phần trên của đĩa nộm ấy thì nó sẽ đẹp mắt hơn rất là nhiều. À, các bạn sẽ cắt thành những cái bông hoa mỏng mỏng thôi cho mình nha. Đừng các bạn đừng có làm dày quá nhá, làm dày quá thì nó sẽ khó ngấm gia vị và nó sẽ cứng ấy. Khi mà mình ăn thì nó cũng sẽ không ngon. Đây nha các bạn. Đó, các bạn cắt thành những cái bông hoa nó mỏng như vậy thôi này. Phần dưa chuột thì các bạn thái vát như thế này các bạn nhé. Và cái miếng dưa chuột thì các bạn đừng có thái mỏng quá, không là thái mỏng quá thì nó sẽ bị nát cái miếng dưa ấy. Nhưng mà cũng không dày quá các bạn nhé. À, cái phần dưa chuột thì các bạn sẽ để riêng cho mình nhé. Còn cái phần su hào và cà rốt này thì mình sẽ bóc muối riêng nha. Sau khi mà thái xong cái phần dưa chuột ấy thì các bạn sẽ cho muối này là muối hạt, muối biển các bạn nhé. Mình sẽ cho vào để mình bóp trước ấy. Các bạn sẽ bóp trước để cho cái phần rau, cà rốt và su hào của mình nó mềm hơn ấy các bạn. Các bạn sẽ bóp cho mình trong khoảng bóp một chút thôi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ để nguyên cái muối và rau này. Và các bạn bóp ít thôi, không lát nữa thì cái món nộm của mình nó sẽ bị mặn ấy. Và mình bóp sau đó thì mình để trong vòng 15 phút để nó ra bớt cái nước và nó mềm rau hơn nhé. À, các bạn bóp một lúc thì các bạn sẽ thấy là cái sợi su hào của mình nó sẽ mềm ra như thế này các bạn nha. Và các bạn để cho mình khoảng 10 đến 15 phút thì nó sẽ ra cái phần nước. Sau đó thì các bạn sẽ chắc cái phần nước để bỏ đi nha. À, sau 15 phút mình để rồi các bạn thì bây giờ các bạn sẽ thấy là ở phần dưới của mình có nước này thì các bạn sẽ đổ cái phần nước đi nhá, hoặc là các bạn vắt kiệt cái phần rau này để mình cho sang cái tô khác nhá. Để mình trộn cùng với cả dưa leo ấy. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần dưa chuột vào cái phần cà rốt và su hào mình vừa bóp muối xong các bạn nhé.
Bây giờ mình sẽ đem đi mình chuẩn bị các cái nguyên liệu để mình cho vào cái món nộm này các bạn nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình tỏi này, ớt nha. Và ở đây đó là lạc giang ở đây thì mình đã rang sẵn rồi, lát nữa mình chỉ đập dập nó thôi các bạn ạ. Và tỏi này thì các bạn sử dụng cho mình 1/2 củ tỏi nhé. Đối với các củ tỏi to ấy, còn củ tỏi nhỏ thì các bạn cho 1 củ tỏi cũng được, bởi vì ăn tỏi thì nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta ấy. Làm tăng sức đề kháng và giảm cảm cúm. Với những cái thời tiết mà giao mùa như thế này thì nó rất dễ làm cho cơ thể của chúng ta bị cảm cúm, nên là mình sẽ ăn nhiều tỏi hơn. Đặc biệt là nếu như các bạn ăn được tỏi sống ở trong cái món nộm như thế này thì nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Phần lạc thì các bạn sẽ bỏ đi cái phần vỏ cho mình nhé. Các bạn vân vỏ và để mình bỏ đi, sau đó thì các bạn đập dập ra cho mình để mình trộn và nộm, thì nó sẽ làm cho món nộm của mình nó vừa thơm và nó vừa ngon vừa bùi các bạn nhé. Phần lạc sau khi mà vân vỏ xong nhé thì các bạn sẽ giã nhỏ ra cho mình như thế này, nhưng mà đừng nhỏ quá các bạn nhé, mình chỉ đập dập một chút thôi. Phần tỏi này thì các bạn sẽ đập dập ra cho mình nhé. Phần tỏi thì các bạn sẽ đập dập, sau đó băm nhỏ ra cho mình như thế nhá. Phần tỏi thì các bạn sẽ cho vào trong nha. Phần ớt thì các bạn sẽ tách và bỏ hạt ra cho mình nhé. Ớt này thì các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cho đường vào nhé. Mình sẽ sử dụng một muỗng canh đường, một muỗng rưỡi canh đường các bạn nha. Mình sẽ bóp trực tiếp vào đây luôn. Các bạn sẽ cho một chút bột ngọt vào nhé, bởi vì là đường của mình nó đã ngọt rồi ấy, cho nên mình cho một chút bột ngọt thôi. Và mình cho một chút xíu muối canh các bạn nhá, bởi vì vừa nãy là cái phần rau cà rốt và rau su hào mình cũng đã bóp muối rồi, nó đã đủ độ mặn rồi, cho nên là mình cho một chút xíu thôi, khoảng 1/4 cái muỗng cà phê muối thôi các bạn nhé. Chanh thì các bạn vắt để mình lấy cái phần nước cốt thôi, mình bỏ cái phần hạt đi. Bây giờ thì các bạn sẽ bỏ cái phần đổ cái phần nước cốt vào nhá. Và mình bỏ cái phần hạt đi nha. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên để cái phần Các bạn sẽ trộn đều lên để cho cái phần nộm của mình nó ngấm hết gia vị nhé. Trong lúc chờ cái dưa này của mình nó ngấm hết gia vị các bạn, thì mình sẽ thái một chút rau mùi vào. Sau đó thì các bạn sẽ rắc vào đây để trộn đều lên nhé, để cho cái phần nộm của mình nó thơm hơn. Và cái rau mùi này các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình như thế này nha. Ngửi mùi đã thấy rất là thơm rồi các bạn ạ, chua chua mát mát. Và đây là một cái món rất ngon cho những ngày nó hơi nóng như thế này. Sau khi mà các bạn bóp rồi, các bạn sẽ thấy nó có một cái phần nước nó ở dưới như thế này, thì các bạn sẽ chắt đi nhá, mình không cho vào đĩa nha. Các bạn chắt bỏ hết đi, nếu không thì lúc ăn mình sẽ cảm giác là gắp nó sẽ rớt nước ra và nó sẽ không ngon, và cái phần nước này nó sẽ không được ngon các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ cho lạc vào. Các bạn để lại một chút để lát nữa mình rắc lên trên các bạn nha. Đấy, mình trộn đều lên và bây giờ thì mình sẽ bày ra một cái đĩa nha. Để bày cho nó đẹp hơn ấy thì các bạn sẽ cho một ít mùi xuống dưới. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nộm ra đĩa các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy cái món nộm của mình nó có đủ cả màu xanh, màu cam và nó rất là đẹp ý. Ăn thì thơm lắm các bạn ạ, và cái món này thì nó rất là ngon, đặc biệt là với những cái ngày mà nó hơi nóng nóng như thế này, ăn tuyệt vời các bạn ạ. Phần lạc thì các bạn sẽ rắc lên trên nhé, cái phần mà mình bớt lại lúc nãy.
Và cái phần hoa cà rốt ấy thì các bạn sẽ xếp ở ở ria xung quanh cho mình như thế này nhé. Vậy là sau một chút thời gian thôi, chúng ta đã có một cái món ăn nó rất là ngon và đẹp mắt như thế này này. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món nộm dưa chuột su hào cùng với cà rốt các bạn nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nha.